Xin chào các bác ạ. Em mới về một chiếc Komatsu FD20-12 ạ, 2 tấn đời trừ 12 ạ. Chiếc này đời trừ 12 sử dụng động cơ 4D94E của Komatsu ạ. Em sẽ ra thử tải cho các bác xem chiếc này. 2 tấn số sàn. Đó. 2 tấn số sàn ạ, lốp đơn, nâng hạ cơ bản. Ô anh ơi, đây đây, đó này, 2 tấn ạ, rất khỏe. Khi này em vừa sơn xong, em cho sơn xi lại cho nó vào mắt ạ. Ngả ra ngả vào đi anh. Ôi. Tấn á, đặt em cái máy phát. Hai tấn số sàn lúc lắp ok ạ. Máy rất chất. Số sàn nâng hạ cơ bản, xe cực động cơ, máy số cực chất, bơm khỏe, bơm cực chất luôn. Anh chạy thử vòng đi. Các bác có nhu cầu xe 2 tấn nâng hạ cơ bản, đáp ứng nhu cầu cơ bản, máy dầu, xe chất Komatsu ạ, số sàn luôn, làm vật liệu xây dựng ok ạ. Các bác có nhu cầu qua bên em hoặc là alo cho em, có hotline em tư vấn ạ, báo giá. Cảm ơn các bác theo dõi video. Thôi vào đi anh ơi.